Coca lột trứng cút sẽ như thế nào? Lột trứng cút cho mẹ hoa ai? Trứng cút lột không? Ta đi học ở trường dạy ta lột trứng cút của chú Bảo ơi. Tự nhiên đi học mầm non cái dạy lột trứng cút. Lớn rồi, phải nắm chén với chú Bảo.